Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên báo Thanh Niên, sau khi ra đầu thú, Lý Đình Vũ 37 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh đối tượng liên quan thứ ba trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sạch sẽ sông Đà, khai được một người thanh nữ tên Trang thưa đi đổ dầu thải. Tối 20 tháng 10, báo Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin riêng cho hay, tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai có quen biết từ trước với một thanh nữ tên Trang ở công ty gạc tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trang nói có dầu cặn thải và thuê Vũ đi đổ hộ với rét mức là 7 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10, Vũ gọi Hoàng Văn Thám 33 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn, và Nguyễn Trưng Đại 25 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, đến Phú Thọ lấy dầu cặn, rồi lái xe về Hương Yên gửi. Ngày 8 tháng 10, Vũ nói Đại và Thám chở dầu cặn lên Hòa Bình đổ hoàn thành cả ba về Hương Yên. Liên quan hành trình di chuyển của ba đối tượng Đại, Thám, Vũ, theo ghi nhận của báo Công an Nhân dân, trong ngày lên Phú Thọ lấy chất thải thì chỉ có Đại và Thám đi xe ô tô tải biển kiểm soát 99C 8783 đi từ tỉnh Bắc Ninh lên, lấy hoàn thành chúng về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí cao su 10, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hương Yên gửi xe. Ngày 8 tháng 10, Đại và Thám lái xe tải này tới Hòa Bình đổ chất thải, thế nhưng trên đường đi thì xe bỏng nên Đại gọi Lý Đình Vũ đến. Vũ sau đó lái xe ô tô ban kiểm soát 89A 13766 đến nơi xe bỏng. Bọn chúng mang xe tải đi sửa rồi chở chất thải đến khu vực vắng vẻ người ở xã Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xả trộm, rồi bỏ trốn. Video, hình ảnh hai chiếc xe đổ dầu thải do camera an ninh ghi lại vào đêm 8 tháng 10. Nguồn, báo Giao thông. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường. Một ngày sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đại và Thám để phục vụ công tác điều tra. Riêng Lý Đình Vũ bỏ trốn và sáng 20 tháng 10 ra đầu thú. Số dầu thải mà bọn chúng xả trộn chảy tràn xuống suối Trâm, vào đầu nguồn nước của nhà máy nước sông Đà. Từ ngày 10 tháng 10, nhiều khu vực của thành phố Hà Nội người dân phát hiện nước sạch sẽ sông Đà có mùi lạ, có nơi ngửi thấy khét, rất khó chịu. Giới chức Hà Nội sau đó phải ra khuyến cáo người dân không dùng nước này để ăn uống, mà chỉ dùng tắm giặt, đồng thời thị trấn tiến hành cung cấp nước sạch sẽ riêng cho người dân. Tình trạng thiếu nước sạch sẽ trong nhiều ngày đã khiến cuộc sống của người dân ở Hà Nội đảo lộn. Ngoài ra, người dân lo kinh quản sức khỏe bị ảnh hưởng khi dùng phải nước không đảm bảo trong nhiều ngày trước khi có khuyến cáo từ nhà chức trách.